Sông Cẩm Đàn thuộc xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang thời gian qua bị đầu độc bởi một công ty với hai nhà máy ngang nhiên xả thải thẳng ra lưu vực sông, khiến dân cư sống xung quanh không khỏi bức xúc. Điều đáng nói là dù đã bị xử phạt nhiều lần, nhưng công ty này vẫn ngang nhiên xả thải. Cống thải của công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, hay còn gọi là công ty Á Cường, ra sông Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Dòng nước thải được xả trực tiếp, công khai ra dòng sông ngay sát quốc lộ 31. Theo phản ánh của ông Nông Văn Tiến, sống ngay sát nhà máy công ty Á Cường, cống xả thải này hoạt động suốt 8 năm qua, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường khu vực sông Cẩm Đàn, cũng như cuộc sống của người dân khu vực xung quanh. Từ 2007 đến giờ rồi đấy, có là xả thải trực tiếp luôn xuống dòng sông đấy. Chứ còn nếu mà nguồn nước ở dòng khe thì không thể dùng nổi nữa. Có là vịt nhà tôi là hoặc là gà mà xuống khe là chết ngay. Ảnh hưởng đến giếng ăn thì có hộ dân bây giờ giếng ở đằng dưới nhưng bên lại lên trên đào mới ăn được. Đấy. Bây giờ cái người dân là kiến nghị là rất nhiều rồi, nhưng mà công ty này vẫn cố tình vẫn làm. Điều đáng nói là chỉ tính từ năm 2014 trở lại đây, công ty Á Cường đã bị các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang nhiều lần lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng vì hành vi xả thải vượt quy chuẩn cho phép ra sông Cẩm Đàn. Song chỉ được một thời gian ngắn, công ty này lại tiếp tục vi phạm, mặc cho người dân dọc hai bên sông kêu cứu nhiều năm nay. Một giếng dùng không dùng được nước, giếng thứ hai bây giờ tôi phải mua máy lọc về tôi lọc nước tôi mới dùng được. Những năm trước ấy thì tôi thấy là công ty xả thải trực tiếp ra môi trường, lại có mùi không xử lý được, có mùi hôi ra trong không khí, thậm chí chúng tôi hít vào có mùi rất khó chịu. Bây giờ còn ở sông ấy thì 6-7 năm nay rồi, dòng sông lúc nào cũng thấy đục ngầu đi, chưa bao giờ xanh trở lại. Theo biên bản kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang về việc chấp hành pháp luật của công ty Á Cường, thì công ty này vi phạm hàng loạt các quy định của pháp luật tại hai địa điểm hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện Sơn Động. Đó là xưởng tuyển Á Cường hoạt động trái phép, không có các thủ tục pháp lý theo quy định. Nhà máy luyện đồng công suất 1.000 tấn một năm, chưa kê khai nộp phí bảo vệ môi trường, chưa có biện pháp xử lý bùn lắng, xả nước thải trực tiếp không có xử lý ra sông Cẩm Đàn. Chúng tôi đã tổ chức đi kiểm tra đột xuất thì thấy rằng đây cái sự việc xả nước thải trực tiếp ra sông Cẩm Đàn của công ty là theo cái phản ánh đó là có cơ sở đúng sự thật. Cái việc xả thải như thế là không đúng với cái quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Mới đây ngày 8 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ra thông báo yêu cầu công ty Á Cường dừng hoạt động xả nước thải sản xuất trực tiếp ra môi trường. Tuy nhiên, điều đáng nói là tình trạng vi phạm của công ty Á Cường tồn tại công khai đã nhiều năm mà không được xử lý triệt để. Sự việc này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu có hay không sự tiếp tay, bao che của chính quyền địa phương cho những sai phạm trên. Cũng tại chợ Đà Lạt, dạo một vòng tại các hàng khô, khi được hỏi chất vàng ô để pha chế, các tiểu thương đều trả lời không hề biết. Điều này một lần nữa khẳng định nhận xét của ngành chức năng là có cơ sở.